Hi, it's a warm gearbox, small size, like 50. Okay, and it's really compact, and you can use in many special situation, like this, that, this. Okay, how we now we gonna demonstrate some in Vietnamese language. Okay, em để từng tư thế đi cho người ta xem. Rồi, có thể lắp như thế này này, nha. Yeah. Ok, cái hộp số chục feet loại mini á, thì cái kiểu này thiết kế theo Italia nha. Rồi em xoay từng góc đi, rồi tiếp. Rồi, góc này nữa rồi, chậm thôi. Rồi, bây giờ đây. Kiểu này cũng được này, đó. Rồi, còn kiểu nào nữa không? Đây, cái này cũng được này. Đó, thì chụp vào là chụp dương và ra âm nha. Like input is solid shaft and then output is hollow shaft. And then inside is like the bearing is like European quality because this kind of product we export to the European market. And you can see a lot of grease here. See? Yeah. Thì cái mỡ làm mát nó rất là nhiều nha. Và cái cấu tạo bên trong thì nó như thế này. Thì những cái first này của bên mình thì làm loại SKF nha. Thì cái này là loại cầu nhỏ nhất nha. Còn nếu anh các anh chị muốn cỡ mà lớn hơn như là chụp vào này có thể là 19, 24, 28, 32, 38, 40 và thậm chí là 50 bên mình cũng đáp ứng được nhé. Thế còn cái trục da này này thì nó sẽ có những cái cỡ như là 14, 10, 20, 18 này, 24 và 28 và 35 nhé. So this is called VF gearbox, okay? And then about the ratio, because you can have the ratio from 5 to 100, okay? Tiêu chuẩn thì anh chị có thể có từ 5 cho đến 100 nhé. Từ tiêu chuẩn là 7, 10, 20, 25 hay là 40, 60, 80 thì chúng tôi đều đáp ứng được nhé. Thế thì và vẫn có những cái chỗ mà em đỡ anh kia. Vẫn có những cái điểm mà chúng ta có thể dùng cái nút thông hơi nha. So this is a way this is to use a screw to put in here so you can take away the heat from the gearbox when you run ham with the heavy load. Okay? Rồi. Hộp giảm tốc, chụp vít, VF, chụp vào dương, chụp ra âm.